đừng nhìn lại sau lưng. Nên có đi nơi đâu thật xa, nên những nơi ta chưa bao giờ cùng người mình yêu dòng chơi trốn đây, để không bị vướng muộn phiền. Trái tầm nhìn ra xa, lùa đôi mắt trông theo chân trời, khi không gian chỉ có ta, nơi ưu tư được thế cho nhà vơn đi. Chưa nên ngồi khóc, không khá hơn đâu. Khóc chỉ làm cho lòng thêm yếu mềm, khóc để rồi cho niềm đau trong lòng hét lên thật lớn, tan hết trong ta. Thấy trong lòng như được thêm sức mạnh, cứ tha rồi bỏ qua chuyện xưa.